quả bè này nhìn như 7040 kìa, lớn hơn, muốn lớn hơn 7040 nữa. Đấy, New Holland nha các bạn. Không biết máy đây, 45 hay là máy đây. Với ai đây, 7040. Đu ghê vậy. À, đang sớ đất khoai nha các bạn. Ở đây là ở Mỹ Thái Kiên Giang. Mỹ Thái Hòn Đá Kiên Giang. Mỹ Thái này là cái xã trồng khoai lang nhiều nhất của Hòn Đá nè. New Holland, không biết New Holland đời mới đâu, không biết máy đây nè. Khá đã luôn, tao hai con máy lớn không. Quả bè này nhìn như 7040 kìa, lớn hơn, muốn lớn hơn 7040 nữa. Sới đất cày nên hơi hơi cực sới. Đó, TT 4.75 nha các bạn. Đã chưa? Đời mới này, con đời mới New Holland này, dòng này mình lần đầu tiên mình quay được con này, dòng chấm nè. Ô này hai con máy lớn không luôn, sở ẹ ẹ ẹ tất cày chảo mà cày chảo phơ rồi nó cũng hơi cứng. Quá đã rồi, nhìn cái lực ghê thấy không. New Holland gốc Hà Lan. À, New Holland này từng được thằng thằng Fiat mua mua đi bán lại này nha các bạn. Nó là cái dòng hợp tác với thằng Fiat, là cái dòng để mình nhớ coi, hình như là 7056 á, Fiat 7056 là cái dòng hợp tác với New Holland đó. Do thằng Fiat nó từng mua đi bán lại thằng New Holland này, bởi vì hai cái logo của dòng Fiat Agri với dòng New Holland này á, nó giống giống nhau đó. Cái hình nhánh cây, cái hình xương cá gì đó. Đó, cái hình đó đó. Thằng New Holland này hơi cong cong, còn thằng Fiat thì nó thẳng, mấy cái nhánh đó. Đã chưa? Quá lớn. Nhìn nó cái con này, cái gầm nó cao chứ. Thơ qua chùa cũng sợi duyên nữa kìa. Bốn trăm bảy lăm đây, 75 rồi đó. New Holland này bây giờ nó là thuộc của thằng tập đoàn ICH, không phải thuộc mà gọi là sáp nhập ICH Industry. Đây, đại ca lên rồi đây. New Holland này thì đồ hơi hiếm, nhưng mà mình không biết mấy dòng đồ mới này người ta hỗ trợ làm sao, công ty hỗ trợ làm sao, mình cũng chưa có gõ nữa. Giờ cũng ít có quay được New Holland lắm. Dùng mình có được 3 con. Hình như là TT55. Ừ, quả con 55. New Holland cái dòng đời mới này thì nó, cái mặt nạ nó đổi rồi. Cái dòng đời cũ nó thì cái mặt nạ nó nguyên hình hài dốc dáng, nhìn y chang John Deere luôn. U dòng nè. Gần gần lại đây, bốn tạ luôn. Ồ,
hồi ở bên trước nó bự kìa. Gầm máy nhìn quá cao. Sầu riêng này để lơ tơ mơ ở ngoài đồng là bị tháo hút bốn cho nhông. Bên lớn không nhìn đã, hai con nào luôn đấy. Khóa gì cũng khóa, mình khóa bánh cài bánh bự, bánh hồng rộng. Nhìn nó lực con máy mà đẹp. Nhìn ngang thì nhìn nó bự quá các bạn. Lực ghê. Cái ô khoai nè không biết nhiều công đây ta, 20 công quá, 2 mẫu. Thông số con này để mình bổ sung sao nhé các bạn, chưa có tham khảo cho nên không có nổ thông số trong video được. Dưới kia 6040 đang chạy nước nữa kìa. Chắc chạy chọc quá. New Holland. New Holland này hiện tại như là trụ sở của nó hình như là đặt ở Ý hay New York gì đó mình quên rồi. Hình như là Ý. Gặp mấy con một cầu, nhìn mấy con hai cầu nó bự quá bự. Hai cái lan can hai bên cũng kiểu cánh chim nữa. Không ngờ các bạn. Như vậy đó mà đã từng được Fiat mua đi bán lại. Từng thuộc sở hữu của Fiat. Anh Fiat ta thì anh cũng chịu chơi lắm, anh mua bán đủ thứ. Cũng chịu hợp tác lắm á. Hợp tác với Iveco, hợp tác với New Holland, hợp tác với Kubota. Hợp tác Iveco là để sản xuất động cơ. Nhìn gần nhìn quá đã. Mấy con này ở miền Tây người ta gọi là mấy con này lớn rồi đó nha các bạn, không có so được với cái vùng Tây Ninh đâu nha. Mình nói vậy là do một số bạn xem cái hay so với mấy con khủng long mà Tây Ninh so đâu có được. Tây Ninh đúng không, thì người ta kéo mọt nhiều thì yêu cầu là phải xài máy lớn rồi. Còn miền Tây trong này thì máy lớn này chỉ để sới khô không à. Mà bây giờ miền Tây sới khô đâu có nhiều. Đất lúng lại nhiều sới nước không à. Ba vụ rồi đâu có sới khô được nhiêu. Đâu có đất rồi để sới khô. Đa số là ba vụ.
hai con con nào vô nấy, tới đất này nó hơi hơi cực sớm. Ba mấy cái khoai còn sót, máy nó chém đứt đôi đứt ba hết trơn. Cái này là lúc mà chưa có sớ này á, mót nó mới nhiều, mót nó cũng nguyên nó nhiều hơn. Cũng gần rồi rồi đó. Nãy giờ là cũng khoảng nửa tiếng rồi. Cũ cỡ này nè. Chém hết trơn. À, lên. Chuẩn bị đối mặt với Kubota. Còn viên bên thấy tưởng lâu với cũng nhanh, hai con dí vô. Ê, mà
nhầm chỗ.